Từ hiệu ứng dây chuyền qua sự thành công của Intel, Samsung cũng như từ một số tác động do dịch Covid-19 đã kéo theo các tập đoàn công nghệ khổng lồ khác đẩy nhanh quá trình chuyển hướng chuỗi cung ứng sang Việt Nam. Mới đây, Xiaomi đã đặt nhà máy ở Thái Nguyên và hiện Apple đã có bước chuẩn bị để sản xuất iPad, MacBook tại Việt Nam sau khi đã sản xuất tai nghe iPod. Công ty DBG Technology Việt Nam, đối tác của Xiaomi, là đơn vị đã xây dựng nhà máy lắp ráp điện thoại tại Thái Nguyên, được đưa vào hoạt động cuối năm ngoái. Những lô hàng điện thoại di động Xiaomi sản xuất tại Việt Nam lần đầu tiên đã được cung cấp cho đại lý phân phối có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh là DigiWorld để bán tại thị trường trong nước, và sản phẩm smartphone, các thiết bị khác còn được xuất sang thị trường Thái Lan, Malaysia. Hiện những sản phẩm tai nghe không dây của Apple thân thuộc với người dùng Việt Nam và cả thế giới như AirPods và AirPods Pro đều được sản xuất tại Việt Nam, cho thấy một bước tiến về sự tín nhiệm với đối tác cũng như môi trường đầu tư sản xuất tại Việt Nam. Không dừng ở đó, Apple còn có kế hoạch sẽ chuyển một số dây chuyền sản xuất iPad, thậm chí MacBook từ Trung Quốc sang Việt Nam. Điều này cho thấy vị thế của Việt Nam trong sản xuất các mặt hàng công nghệ ngày càng được khẳng định. Samsung và Intel có thể được coi là thế hệ nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên đặt nền móng cho ngành sản xuất điện tử tại Việt Nam. Và cho đến nay, Việt Nam là trung tâm sản xuất điện tử hàng đầu của nhiều đại gia toàn cầu khác, gồm LG, Foxconn và cả Nokia. Một số chuyên gia cho rằng Việt Nam được biết đến là quốc gia có thế mạnh về các hoạt động lắp ráp thành phẩm để xuất khẩu. Nhờ vậy, Việt Nam đã trở thành điểm đến sản xuất và lắp ráp chính của hầu hết các nhà sản xuất điện thoại di động đẳng cấp thế giới.